Thưa quý vị, các tác phẩm văn hóa nghệ thuật mang trong mình sứ mệnh xây dựng và lan tỏa những thông điệp tích cực, định hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ. Thế nhưng, một bộ phận ca nhạc sĩ hiện nay đang có những biểu hiện lệch chuẩn trong sáng tác, tạo ra những sản phẩm có nội dung và hình ảnh phản cảm, thậm chí xúc phạm niềm tin tôn giáo thiêng liêng. Và nếu không có sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng, những sản phẩm phi văn hóa ấy sẽ dẫn đến những nhận thức lệch lạc cho đông đảo khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Thời gian qua, hàng loạt các tác phẩm văn hóa nghệ thuật với ngôn từ, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục được đăng tải tràn lan trên các nền tảng trực tuyến. Gần đây nhất, một nhóm nhạc rap đã bị đông đảo khán giả chỉ trích khi sáng tác ca khúc mang nội dung xuyên tạc, xúc phạm hình ảnh Phật giáo. Kịp thời nhận ra lỗi lầm, nhóm nhạc này đã đến chùa Quán Sứ xin lỗi giáo hội và cộng đồng Phật tử, làm lễ sám hối và hứa không tái phạm lỗi lầm. Giáo hội với cái tinh thần là chỉ cho mọi người biết cái sai và cũng mong mọi người biết sửa sai để làm những cái việc tốt. Giáo hội đã cho các bạn tụng bài kinh, chuyển pháp luân trước Tam Bảo với cái tinh thần là các bạn trẻ có cái dũng khí nhận ra cái lỗi lầm của mình để mà sửa sai. Đấy chính là cái tinh thần quay đầu là bờ mà Đức Phật cũng như là cái triết lý của Đạo Phật hướng tới cho mọi người. Diễn biến mới nhất, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa đưa ra mức xử phạt 45 triệu đồng dành cho nhóm nhạc này, đồng thời tiếp tục làm việc và xử phạt một số rapper khác trong thời gian tới. Những sự việc gần đây gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng của các tác phẩm văn hóa nghệ thuật lệch chuẩn, biến chất, đi ngược những giá trị của nghệ thuật chân chính. Nếu như mà chúng ta không kịp thời điều chỉnh thì cái gọi là xu hướng nghệ thuật nó sẽ bị tầm thường hóa đi. Nó không gọi là vươn tới những cái tác phẩm nghệ thuật gọi là cao siêu và nó có ý nghĩa giáo dục cũng như là ý nghĩa gọi là nghệ thuật cao quý, mà nó đi vào đáp ứng thỏa mãn những nhu cầu tầm thường, những cái thị hiếu tầm thường, thậm chí nó dung tục nữa. Thì rõ ràng đây là cái xu hướng mà chúng ta thấy rằng là vô cùng là nguy hại và tệ hại cho cái sự phát triển xã hội. Không chỉ vậy, công chúng cũng phản ứng gay gắt trước những sản phẩm âm nhạc sử dụng nội dung và hình ảnh liên quan đến tôn giáo một cách tự do và tùy tiện. Đáng nói, những cá nhân vi phạm thường là những ca sĩ có tầm ảnh hưởng tới đông đảo công chúng, đặc biệt là các khán giả trẻ. Việc xúc phạm niềm tin tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng thường để lại nhiều hệ lụy khôn lường. Đấy là những điều rất nguy hiểm. Nó đã tác động đến sâu thẳm đến cái quan niệm về gọi là tín ngưỡng tôn giáo, rồi nó tác động đến quan niệm về thẩm mỹ và nó tác động đến không gian tâm linh của từng cái ngôi chùa, của từng cái con người đi theo những tôn giáo đó, không đúng với lại triết lý chuẩn mực mà từ bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đời nay các cụ đã gọi là truyền dạy cho con cháu và các cái gọi nhà hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đã truyền bá cho các cái cộng đồng dân cư. Không chỉ trái với các chuẩn mực đạo đức xã hội, các hành vi xúc phạm niềm tin tôn giáo tùy theo mức độ nguy hiểm sẽ bị xử lý theo pháp luật. Các cá nhân tổ chức cần nâng cao nhận thức về các giá trị tín ngưỡng tôn giáo để cẩn trọng trong sáng tác và quảng bá các sản phẩm văn hóa nghệ thuật.